chống phá nhà nước và nhân dân Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn là âm mưu thâm độc của tổ chức phản động Việt Tân. Thời gian qua, lợi dụng công tác phòng chống dịch COVID-19, phản động Việt Tân càng giáo giết chống phá, trong đó phải kể đến thành viên của Việt Tân, Trương Quốc Huy. Từ khi dịch bệnh xuất hiện ở Việt Nam, Trương Quốc Huy đã lập tức có hành vi chống phá. Nhất là mấy tháng gần đây, khi dịch diễn biến phức tạp thì Trương Quốc Huy thường xuyên xuất hiện trên kênh E10 TV điên cuồng tuyên truyền phá hoại nhiều hơn. Trong khi Đảng, Nhà nước, Chính phủ và hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng của Việt Nam tập trung cao độ, huy động mọi trí tuệ, công sức, điều kiện khả năng nhằm đạt kết quả cao nhất trong phòng chống dịch thì Trương Quốc Huy phủ nhận, thậm chí xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo ngược lại, y phủ nhận việc Đảng, Nhà nước, Chính phủ triển khai những chủ trương, biện pháp, cách làm khoa học, đúng đắn, hiệu quả và cho rằng Việt Nam chống dịch theo định hướng cộng sản, chính sách chống dịch tầm bậy, tầm bạ, rồi y trắng trợn xuyên tạc việc thực hiện giãn cách xã hội biến đất nước thành nhà tù, công an là cai ngục, người dân là phạm nhân, khi quân đội xung kích tham gia phòng chống dịch với nhiều kết quả thiết thực, ý nghĩa. Nhưng Trương Quốc Huy phán bậy rằng chính quyền đưa quân đội vào thành phố chẳng làm được con mẹ gì, bộ đội vô đi chợ số ca nhiễm tăng nữa, còn đội ngũ những người chiến sĩ áo trắng đang kiên trì, dũng cảm, dồn hết sức lực phục vụ người dân thì y phũ phàng bịa đặt các thầy thuốc đã bỏ chạy, là đám lãnh đạo phá hết công sức của đội ngũ bác sĩ, y tá người ta không chịu được, người ta bỏ trốn, vân vân. Cũng giống như các thành viên phản động Việt Tân, Trương Quốc Huy mang bản chất ngoan cố chống nhà nước và nhân dân Việt Nam bằng mọi cách. Y luôn sử dụng thủ đoạn nham hiểm, trắng trợn, láo xược, thiếu văn hóa để chống phá và kiếm ăn. Y thường lợi dụng một số sai sót có tính cá biệt, nhất thời, xảy ra trong quá trình phòng chống dịch, thông tin trên báo chí, mạng xã hội chưa được kiểm định, để bịa đặt, xuyên tạc, thổi phồng, suy diễn, áp đặt, quy kết tùy tiện, vô căn cứ. Bởi vậy, dù Trương Quốc Huy có nói thế chứ nói nhiều đến đâu cũng chả ai tin, y càng nói càng chỉ làm dư luận thêm căm tức, bất bình, vì người dân hiểu rõ tình hình đất nước và không lạ gì bản chất, bộ mặt thật của y. Từ thông tin của cơ quan chức năng và thực tế, dư luận đã biết Trương Quốc Huy sinh năm 1960 ở thành phố Hồ Chí Minh, học hết lớp 7, từng nghiện ma túy. Huy đã liên kết với Ly Sa Phạm, thành viên tổ chức phản động Việt Tân, giải truyền đơn chống phá nhà nước để lấy tiền ăn chơi. Trương Quốc Huy đã bị cơ quan pháp luật Việt Nam hai lần bắt giữ và bị kết án 6 năm tù vào năm 2005. Đến năm 2011, Huy ra tù rồi trốn sang Thái Lan, sau đó sang tị nạn tại Mỹ. Tổ chức phản động Việt Tân đã chỉ đạo Trương Quốc Huy hoạt động, lập kênh N10 TV trên YouTube, Facebook để từ Mỹ tuyên truyền chống phá Việt Nam. Với bản chất xấu xa và quá trình ngoan cố chống phá đất nước Việt Nam như vậy, Trương Quốc Huy không thể lừa được dư luận. Kết cục, chắc chắn cũng như những gì đã diễn ra, y sẽ lại phải nhận thất bại thảm hại cùng tổ chức phản động Việt Tân quỳ mà thôi.